chị lên đây nè, chị lên đây nè. Chị lên đây nè. Chị kể bác này sao, mới đầu sao? Bà đứng vậy nè. Là hai chị em đang đứng chơi. Cái bắt đầu cái tự nhiên cái bả ngã, tôi mới cầm cái tay tôi kéo lại. Tôi chị làm gì vậy? Tôi ôm cái bả nặng quá cái bắt đầu bả hụi xuống thì tôi mới để cho bả ngồi xuống. Đó, có nhiều hai chị em đang đứng nói chuyện cũng bơ à. Thì coi đó, anh đi coi coi chị nè ha. Thứ nhất là bạch sáu dùng hè tôi biết ha. Cho nó nóng người ra đi. Ấn cái lỗ mũi nè. Ấn lỗ mũi này, giờ 19 nè. Ấn gì cho là cho bả đau đi ha. Ha, không đau không? Nắng ấn nè, còn đau ha. Tức là 19 này có nhiệm vụ là co bóp giãn tất cả cái loại bế tắc trong cơ thể, nhất là cái tim nó bị bóp chặt ra đi. Giờ nó bấm cho cái tim nó đập lại. Ha. Xong rồi ta gặp sát được một hệ được huyết. Máu bây giờ hiện giờ nó nằm cho bấm cầu đại não rồi nè. Như vậy là biết đau là được rồi. Nha, xong rồi á. Ta dùng cái bộ thăng. Ta đưa ta làm ấm trong cơ thể cái gì hiện giờ là huyết áp nó đã tụt xuống hồi nãy xuống không rồi. Đâu còn biết gì nữa, miệng thì lại méo không? Miệng méo nói không được thả ra. Đó, từ đau chút xíu ha. Bây giờ biết đau rồi. Tay chân nhúc được rồi nè. Nhúc được rồi nè, đỏ mặt đỏ lên nè. Đó, mặt đỏ lên rồi đó. Chứ thôi là chính nãy bị đi viện rồi phải không? Chuẩn bị đi viện. Đó, chính cái sao không biết đâu sao Hòa Đồng đi qua đó. Hòa Đồng nói là để cho anh thử ấy trước đi. Hả? Nóng phải cho nóng lên. Tôi sẽ làm trong vòng 10 phút, cái 15 phút là cái chị này trở lại bình thường. Không cần phải viện giết gì hết. Thì kêu ông Huệ chuẩn bị xe ra đó. Chuẩn bị xe rồi đúng không? Bận đồ hết trơn rồi chứ. Đưa tiền đồ cho ông Phong rồi đó. Đi qua kêu bà lấy rồi muốn. Cho bà kêu muốn. Đồng hỏi chị Hà dùm cái vụ mà chích xong rồi sao không có miếng giấy cho mình. Đồng mình đi đâu mình có miếng giấy là đã chưa chích rồi. Sao mấy bà này nó có rồi kìa. Có là những người tôi chích còn bà Tư chưa chích mà. Tôi chích rồi. Anh ra. Một lần rồi bên trường học rồi. Anh ra anh báo mà, đi chưa mà chưa sao mà... tại còn có người sót anh ra anh nói với ông khu vực trưởng bởi vì sao cũng chờ hoài nó ủa sao mình chích rồi không ai đưa miếng giấy nào nó bị sót á bởi giờ đi đâu nó bắt họ cái đó không có cái bắt mình chích nữa tốn tiền nữa con dâu tôi chưa có đúng không bị sót đang sửa rồi bà lấy rồi bây giờ bà chưa lấy là bộ luôn một bởi vì tôi sợ luôn hồi nãy mà đi qua bệnh viện không có giấy đó là nó bắt mình chích nữa với test nữa cũng tốn tiền nữa rồi sợ gì thôi chứ còn bình thường không sao nữa pháp sao ha. Dạ cũng được nhưng mà đừng có dính dắt cái bệnh viện là bây giờ cái miệng hết méo rồi. Hết méo rồi nè. Đỏ rồi. Đó. 10 phút xong. Bây giờ đếm đi. Rồi bà nói tỉnh rồi đó, nói cho hồi nãy quéo lên nói được. Bây giờ cái lại lại tính lấy cái gì? Bả đi quạt cái quạt tay bà ngồi trước đó bà nước. Không ý gì nè bà kể gì đó. Không ý tôi cho bà nói chuyện thôi. Bây giờ sao đây? Nói rõ rồi. Nghe nói không được đó. Quéo luôn nói đâu được tiếng nghe đâu được. Ngồi xuống rồi ha. Đứng đó. Đây là không nè. Nè, chị bỏ đi, chị cầm cho chị gặp mấy cái nữa. Đi kiếm được. Bây giờ có cái này rồi. Cái này rơi xuống bệnh viện là nó cho vô nước biển đây là nằm vô không lạnh cái là liệu luôn à vì nó bị cơ thể bị lạnh rồi mà đưa vô lạnh nữa mà vô nước biển nữa thì hai cái lạnh đó thành hàng là liệu à cái này chủ yếu là làm nóng là tăng cái máu não á cái máu não nó bị đại não nó bị nghỉ rồi đó nó làm cho cái máu não nó tắt nghẽn đi. Bây giờ nói được miệng hết méo rồi. Đau không? Biết đau không? Đau biết đau là ok phải không? Nãy cái chân đi không được. Mỹ Xuyên, tôi, bà Năm, thằng Phong mà bưng bả vô tới đây đó. Tôi đâu có biết tôi tỉnh chị kêu cái gì không mà tôi không ơi không mà kêu cả tiếng đồng hồ á tôi tính là kêu cái gì không tại tôi mới vừa ngồi với bả nó khen nó sáo là vừa biết nghe lời vừa nói chuyện xong vô gạo đó đâu
kêu cả anh Phong mình vô tới trong đó kêu Phong ơi, Phong, Phong ơi, Phong, không thấy tiếng trả lời. Bà nói Phong chẳng á. Rồi giờ thấy sao rồi? Bình thường chưa? Hả? Đỡ mà bình thường chưa? Nè uống ly nước tại đường này vô nè. Ngồi nè, uống đi. Có nước vô cho nãy giờ khô nước rồi. Này, rồi. Bây giờ cái trường hợp này mấy anh mà học cái gì chuẩn nha. Thứ nhất á, là khi mà bị gì á, ta không cần phải lo âu gì. Ta đánh 6 dùng hệt huyết gạch cái mặt xong. Ấn 19 này nè. 63, 53 và 57. Để cho trái tim này nó mở ra ha. Cho nó mở ra thì nó sẽ đập được. Ấn 57 để ổn định nhịp tim, để đưa máu lên não ha. Như vậy xong rồi ta bước tan bộ vũ ầm. Ta đi vào cái khoảng chiếu của bán cầu đại não bên này. Bởi vì cái bán cầu đại não lúc này á, là nó bị rỉ máu ra, nó làm tràn ra cái bán cầu đại não này. Thì ra ta uống tan bầm thì ta hơi như cái tay nãy, thì cũng có bầm này nãy sẽ tan đi, thì sẽ trở lại dưới bình thường. Đồng thời ta phải hơi nha, ta hơi mặt, hơi cổ, hơi đầu, hơi lưng và hơi bằng tay hay bằng chân. Vì là cái nhiệt độ của này từ huyết áp thấp cho lên thì nó chuyển nóng lên, chuyển nóng thì khí và huyết máu lưu thông, tức là nó đã hết ha. Chị thấy bây giờ đã khác, con người khác hoàn toàn chưa? Ha, chỉ cần 15 phút ha, thì sẽ không bao giờ có trường hợp mà đi bệnh viện nữa. Mà khả năng chị này sẽ không còn nữa ha, mơ mốt chắc không còn cái vụ về tai biến gì nữa đâu. Thì qua cái clip này thì các bạn học viên chứng rồi, mơi mốt không sợ bất cứ người nào bị tai biến trước mặt mình ha, đều cứu được hết. Chúc cho các bạn thành công. Rồi xin chào.